Chào bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì cộng đồng người dùng iPhone Lock nhận được một tin rất là không vui. Đó chính là những cái chiếc iPhone mà sử dụng với SIM ghép 4G thần thánh trước đây thì gặp phải hiện tượng là bị văng active và không active được khi mà các bạn chuyển SIM, cũng như là có thể sử dụng một chiếc SIM ghép khác. Và để tìm hiểu cái vấn đề này thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm với các bạn để xem là cái tình trạng đó như thế nào và cũng như cách khắc phục trong thời gian sắp tới ra sao. Đó thì ở đây thì trên tay mình có hai chiếc iPhone 6S, một chiếc chạy trên nền tảng iOS 10 và một chiếc là iOS 9. Thì một chiếc thì mình đã kích hoạt vào bên trong màn hình chính rồi, còn một chiếc thì mình chưa vào bên trong màn hình. Tuy nhiên hai sản phẩm này trước đây thì mình cũng đã từng dùng qua một chiếc SIM ghép khác rồi. Và bây giờ mình tháo ra để mình dùng một chiếc SIM ghép mới, và đây là chiếc SIM ghép 4G thần thánh. Thì quay lại thời gian cách đây một vài tháng thì trước đây thì với những dòng sản phẩm iPhone Lock ấy, thì khi chúng ta sử dụng thì các bạn phải dùng cái SIM ghép. Tuy nhiên những cái SIM ghép thời đó là dùng với cái mạng 3G. Và khi mà chúng ta kích hoạt lên thì máy sẽ còn một vài cái lỗi tồn đọng, như là có thể là không kiểm tra được tài khoản này, hay là cái việc kiểm tra iMessage FaceTime khó khăn hơn. Tuy nhiên sau khi mà xuất hiện cái loại SIM ghép thần thánh trên thị trường, cái loại SIM mà khi mà các bạn chúng ta ghép vào thì nó kích hoạt tự động nhận sóng 4G luôn. Thì đây là tin vui rất là lớn cho người dùng iPhone Lock. Bởi vì với một cái bước thao tác rất đơn giản thì biến chiếc iPhone Lock chúng ta thành một cái chiếc máy quốc tế. Đó, tuy nhiên thì hiện tại thì bây giờ cái chiếc SIM này nó đã không dùng được nữa. Thì cái vấn đề của nó gặp phải là như thế nào? Thì có thông tin là trước đây Apple có một lỗ hổng bảo mật trong server giúp cho những cái chiếc SIM ghép thần thánh như thế này nó có thể vượt qua cái màn hình active. Và khi các bạn ghép SIM vào thì nó ngay lập tức vào màn hình chính và nhận 4G. Và tất cả những cái vấn đề bị lỗi trên iPhone Lock thì đều được khắc phục triệt để. Thì trong buổi sáng nay thì có nhiều thông tin là Apple họ đã vá lại cái server, vá lại cái lỗi này. Và khi người dùng chúng ta dùng SIM 4G này thì nó sẽ không thể vào được nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn để chúng ta trải nghiệm xem là cái lỗi đó nó như thế nào. Ở đây thì mình có dùng một chiếc SIM ghép Viettel sử dụng SIM 4G. Và đây thì mình cũng có một cái SIM, đây cũng là SIM ghép thần thánh 4G mà các bạn hay sử dụng. Và rất là nhiều bạn hiện nay chúng ta sử dụng cái SIM này đó. Thì bây giờ mình sẽ ghép vào để dùng với chiếc iPhone 6S, cái phiên bản iOS 10. Và rất là nhiều trường hợp mình nhận thấy khi các bạn post lên Facebook phản ánh vấn đề này thì nó gặp tất cả ở các hệ điều hành iOS, chứ không riêng gì iOS 10 hay iOS 11 hay iOS 9. Và có lẽ cái lỗi server này thì Apple họ đã khắc phục, vì vậy mà nó sẽ bị cho tất cả các hệ điều hành, không riêng gì iOS 10 cũng như là 9 cả. Đó. Thì các bạn thấy là nếu như trước đây thì khi mà chúng ta vào cái màn hình chính này, đó thì bắt đầu thì ngay lập tức thì máy nó sẽ nhận SIM cũng như là vào cái màn hình kích hoạt luôn. Và chúng ta vào trực tiếp màn hình chính để dùng. Còn bây giờ chúng ta phải đi đến cái bước kích hoạt. Và khi chúng ta lắp vào thì được hiện một cái thông báo như thế này: thẻ SIM bạn hiện đã lắp vào iPhone là của nhà mạng, là của nhà cung cấp, không được hỗ trợ theo chính sách kích hoạt. Đó thì các bạn sẽ nhìn chi tiết cái thông báo ở đây. Đó, như vậy cái lỗi này thì mình cũng đã thử trên một chiếc iPhone khác, để mình thử luôn ở cái phiên bản iOS 9 để cho các bạn xem. Đó, tương tự thì chúng ta cũng nhận được cái thông báo như vậy, nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Và đây là cái lỗi mà rất nhiều bạn gặp phải trong buổi sáng hôm nay. Và các bạn thấy thì đây chính là cái lỗi mà rất nhiều người dùng iPhone Lock SIM ghép 4G thần thánh đã gặp phải trong buổi sáng hôm nay. Thì để khắc phục cái vấn đề này thì nếu như các bạn nào mà chúng ta đang dùng SIM ghép 4G thần thánh với cái SIM của bạn ấy mà trên cái máy của bạn, thì mình khuyên các bạn là chúng ta không nên đổi SIM, cũng như đổi một cái SIM ghép khác. Bởi khi các bạn đổi SIM của bạn hoặc đổi một SIM ghép khác thì ngay lập tức nó sẽ bị nó sẽ gặp phải cái lỗi này. Đó, nếu bạn nào chúng ta đang dùng ổn định thì các bạn cứ thế mà dùng, thì những cái sản phẩm đó thì nó sẽ không bị trường hợp gặp cái lỗi như thế này. Và một khuyến cáo nữa là các bạn không nên tháo SIM, không nên đổi SIM, hoặc là không nên đổi SIM ghép. Và trong trường hợp mà chẳng may SIM ghép của bạn bị lỗi thì chúng ta không dùng được với SIM 4G thần thánh nữa, thì cái giải pháp đưa ra đó là các bạn sẽ sử dụng lại với cái chiếc SIM ghép đời cũ. Tức là cái SIM ghép này không phải SIM ghép thần thánh mà chính là những cái SIM ghép 3G đời trước. Thì các bạn chúng ta kích hoạt vào thì chúng ta lại phải làm theo những cái bước như truyền thống trước kia, đó là chọn nhà mạng cũng như kích hoạt và active theo cách thông thường. Đó thì khi các bạn quay trở lại với cái việc dùng SIM 3G này thì đương nhiên là nó sẽ không nhận sóng 4G, hay là cái lỗi danh bạ cộng 84 thì có thể nó sẽ chưa fix được, thì các bạn buộc phải fix bằng tool, hoặc là những máy nào đã ra break rồi thì mới có thể fix được triệt để. Đó, như vậy thì trên đây là những cái giải pháp cũng như là cái cách khắc phục tạm thời trước khi mà những cái hãng sản xuất họ tung ra một cái phiên bản SIM ghép mà đời mới hơn, có thể là sẽ khắc phục được cái vấn đề này. Đó thì đây chính là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn qua video. Thì với những bạn nào đang sử dụng iPhone Lock hiện nay thì có thể thời điểm sắp tới chúng ta sẽ phải dùng lại với chiếc SIM ghép 3G mà chúng ta không được dùng SIM ghép thần thánh nữa. Và thông tin về việc sử dụng SIM ghép 4G thần thánh trên những chiếc iPhone Lock thì mình sẽ cập nhật tới các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào, cũng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.